Kính thưa quý vị, hôm nay là sáng Chủ nhật, thời tiết Bắc California rất là đẹp thưa quý vị, và chúng tôi từ San Jose đã kéo lên đến một cái thành phố cũng rất đẹp, Mill Bay, nơi mà rất là đông đảo cộng đồng người Hoa và các cộng đồng của Hoa Kỳ sống tại khu vực này, để gặp một nữ nhân vật đến từ Nam California, đó là cô Cao Phương Lan, là nhà văn, là chúng ta gọi là nhà văn Lan Cao, người đã từng có những tác phẩm trước đây như là Monkey Bridge, mà chúng ta gọi là Cầu Khỉ, và cô vừa xuất bản một cái cuốn sách mới mang tên là The Lotus and the Storm, là đóa sen và bão tố. Thưa quý vị, đây là một cái người nhân vật mà người Việt chúng ta viết văn tiểu thuyết bằng tiếng Mỹ được phổ biến trong thị trường Mỹ nhiều. Chúng tôi muốn chia sẻ câu chuyện văn học sáng Chủ nhật này với tất cả quý vị. Và trước hết chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị một sáng Chủ nhật thật là hạnh phúc, vui vẻ trong ngày cuối tuần. Và thưa chị Lan Cao, trước hết xin mời chị gửi lời chào đến quý vị. Em rất là Lan, rất cảm ơn đã có cơ hội bữa nay để gặp anh Nam và có cơ hội để nói chuyện với lại người cộng đồng Việt Nam ở vùng Bắc Cali. Thưa chị, thì trong cái chuyến đi này sáng nay chị bay đến miền Bắc Cali, được nghe đâu là chị khởi đầu trong hành trình để ra mắt cái cuốn The Lotus and the Storm tại miền Bắc California. Chị có thể nói mục đích và hành trình của chuyến đi này không? Chuyến đi này là của nhà xuất bản Viking gửi Lan đi. Thì đi 5 thành phố. Bữa nay là 4 giờ chiều thì sẽ gặp mặt với lại những người đọc sách ở một cái nhà sách ở Corte Madera, thì nó tên là Book Passage. Thì 4 giờ xong rồi ngày mai thì đi những cái thành phố khác, Palo Alto này nọ. Thì cái mục đích là cho những người mà thích đọc sách họ được giới thiệu tới cái cuốn sách này. Thường thường thì họ gửi mình đi những cái chỗ nào mà có những cái nhà sách nổi tiếng thì họ cũng hy vọng là người Mỹ họ sẽ đọc. Nhưng mà phần Lan thì Lan rất là hy vọng là sẽ được giới thiệu cuốn sách này thẳng với lại những người cộng đồng Việt Nam. Tại vì cái mục đích Lan viết là Lan tự cho mình cũng như là một cách nếm nối cộng đồng Mỹ với Việt Nam, để cho Mỹ nó hiểu thêm về những cái khó khăn, những cái tâm hồn, những cái chuyện đau buồn của người Việt Nam. Chị thì thấy chị nói tiếng Việt rất là hay như vậy, nhưng mà chị lại viết bằng tiếng Mỹ. Thì có thể nói là chị đến nước Mỹ năm nào? Và cái background đôi chút về chị, và chị có dự định viết tiếng Việt sau này không? Anh đã nói là tiếng Việt của Lan hay, nhưng mà thiệt ra thì nó cũng Lan chỉ ráng nói vậy thôi. Những cái chuyện gì mà phức tạp thì không có thể nào mà viết bằng tiếng Việt được. Tại vì khi mà Lan qua bên Mỹ là qua hồi 13 tuổi. Thì khi mà qua 13 tuổi là phải vào lớp 9 của trường trung học liền. Thành ra phải xã giao là phần đông với lại người nói tiếng Mỹ. Thành ra không có cơ hội để học mà trường trung học Việt Nam. Thành ra những cái chuyện gì mà hơi phức tạp một chút thì không có biết nói bằng tiếng Việt Nam. Thì Lan viết cuốn sách này viết bằng tiếng Anh là tại vì mình không có khả năng để viết tiếng Việt là thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là tại vì Lan muốn viết cuốn sách này cho những người Mỹ họ hiểu mình. Tại vì khi mà Lan ra đời mà sống bên Mỹ thì thấy rất là rõ là từ trung học tới đại học và đi vào những cái thế giới luật sư này nọ, thì khi mà mình nghĩ mà mình nói chuyện với họ, người Mỹ mà họ nói, mình nói là mình người Việt Nam á, là cái những phần đông người Mỹ là Lan phải nói chắc cũng là 75-80%, họ cho là cái chiến tranh Việt Nam là một cái chiến tranh cũng như là nó là chế, không phải chế độ, government, là chính phủ Mỹ làm sai. Mà làm sai là tại vì đi ủng hộ miền Nam Việt Nam, chứ không phải làm sai là tại vì bỏ miền Nam Việt Nam. Thành ra hai cái đó là rất khác với lại những cái quan niệm của Lan. Thì Lan muốn cho người Mỹ họ hiểu hơn một cái khía cạnh mà thường á, là những phần đông người Mỹ họ không có hiểu tới, là họ chỉ cho là cái chiến tranh này nó rất là một cái chuyện rất là
nó cần phải đối chống đối từ 70 từ 60 mấy tới 75. Nó muốn Mỹ rút ra cho thật lẹ. Nó cho là miền Nam Việt Nam là không có đáng được Mỹ giúp. Thì những cái chuyện đó là không phải theo mình nói, thành ra mình Lan muốn thay đổi cái quan niệm đó thì phải viết bằng tiếng Anh. Yeah. Với lại tiếng Anh là cũng tiếng quốc tế. Thành ra người Mỹ hay là người tôi không có hiểu tiếng Anh nhưng mà cũng học tiếng Anh là second language. Ngày thứ hai, thứ ba của cộng đồng Việt Nam có hiểu về cuộc chiến mà chúng ta đã từng trải qua. Được biết là cô là một học luật của trường Đại học Yale University, right? Yeah. Yeah. Bây giờ cô đang cái nghề là đang qua nghề giáo sư học trường luật, dạy trường luật của Mỹ. Thì Lan hồi xưa tới giờ thì khi mà ra trường thì làm trong một cái law firm rất to, nhưng mà sau 5-6 năm thì rời cái đó rồi đi dạy ở bên New York, xong rồi dạy Virginia, bây giờ vừa mới qua Nam Cali thì dạy ở trường Chapman, thì dạy luật cho học sinh Mỹ. Anh chào quý vị, tới một người con gái Việt Nam tị nạn đến Mỹ vào năm 1975, lúc đó mới 13 tuổi, học lớp 9 và theo học ở trường Mỹ rồi trở thành một cái luật sư tốt nghiệp Đại học Yale, một đại học nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ về ngành luật, rồi trở thành một giáo sư luật, bây giờ trở thành giáo sư làm cho công ty luật của người Mỹ nổi tiếng và giờ trở thành một giáo sư luật trong dạy luật cho người Mỹ. Chúc mừng cô đã có thể nói là một cái role model cho cái người trẻ em Việt Nam để thấy rằng chúng ta đến đây chúng ta có một cơ hội lớn để phát triển nếu chúng ta nỗ lực hết sức. Và nghe chị có thể cho biết thêm, trước khi chúng ta đi vào cuốn sách đó, được biết là chị là ái nữ của tướng Cao Văn Viên. Chị là đứa con thứ mấy trong gia đình và chị cái việc mà lớn lên trong gia đình như vậy đó, mà là vì gia đình bố là vị tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cái đó là có giúp gì cho cuốn sách này của chị? Tuy là hồi Lan còn nhỏ thì những cái tuy là mình ở Sài Gòn với Chợ Lớn, thường thường thì cái từ ngày mỗi ngày cái chiến tranh nó không có vào Sài Gòn, mình chỉ nghe cũng như là có đạn nổ này nọ, nhưng mà tại vì trong gia đình có nhiều người trong quân đội, thí dụ như ba của Lan trong quân đội từ trung úy trở lên, xong rồi người cậu cũng là nhảy dù trong quân đội, anh họ cũng là lực lượng special forces, lôi hổ, rồi người anh thứ ba của Lan là cũng năm 74 cũng đi vào quân đội, thì trong gia đình thì rất là bình luận về chiến tranh rất nhiều. Trong đó cũng có một người cậu cũng là phía bên kia, phía Việt Cộng, thì những cái chuyện mà bình luận về chiến tranh rồi những cái quan niệm của Việt Cộng, những quan niệm quốc gia là từ nhỏ tới lớn là Lan cũng được đi vào đó để nói chuyện với cha mẹ. Với lại mẹ của Lan thì mỗi sáng 5 giờ sáng thì đi vào bệnh viện Cộng Hòa, có khi Lan cũng đi theo, thì gặp nhiều quân nhân mà bị thương, thì cái đó là không bao giờ mà mình thấy mà mình quên được. Thì từ nhỏ tới lớn là thì Lan, tại vì sống trong một cái thế giới mà một chân ở trong quân đội, một chân vô thế hệ của vô cái thế giới của Mỹ, thành ra mình thấy là hai thế hệ nó rất khác nhau. Thành ra Lan muốn cũng như là giảng cái thế hệ và những cái đau đớn của người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho thế hệ người Việt Nam sanh bên nay chưa có biết là những đứa đó, những em bé, những em trẻ đó nó biết nhiều lịch sử Việt Nam, mà nó cũng lịch sử Việt Nam với lại lịch sử chiến tranh, có thể là nó hiểu khi mà nó vô đại học là nó học, có thể là người Mỹ dạy nó về lịch sử Việt Nam. Tại vì thường thường cha mẹ Việt Nam nhiều khi những cái quá khứ với buồn có thể là không có muốn nói chuyện với con. Thành ra cũng lo là những cái chuyện của thế hệ một mà đau khổ hy sinh tất cả để qua bên Mỹ đó, có thể là con của họ càng có giáo dục bấy nhiêu,
càng xa cha mẹ thêm nữa, là tại vì khi mà mình đem con của mình vô một cái trường đại học rồi là nó thay đổi dữ lắm. Tại vì cái ảnh hưởng của nó là của thầy, mà thầy Mỹ mà dạy nó về chiến tranh Việt Nam là sẽ một cái quan niệm rất khác cái cộng đồng Việt Nam. Thành ra bởi vì viết cái cuốn sách này cũng là cho thế hệ 2 hoặc là 3 Việt Nam mà sanh đẻ bên Mỹ hiểu cái tình trạng của cha mẹ của Việt Nam hơn. Thì Lan muốn viết cái cuốn sách này là tại vì rất là nhớ những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Từ ngày mà gặp hồi mà Lan đi với mẹ Lan ở trong bệnh viện Cộng Hòa đó, là thấy là rất đau khổ mà bây giờ bị mất nước rồi. Cái tâm hồn với lại cái tình trạng của họ chưa có ai nói tới bằng tiếng Anh. Nghĩa là rất có nhiều sách về tiếng Việt, nhưng mà người Mỹ họ nghĩa là cho cái đó là dĩ dãng của họ. Họ muốn đóng cái cuốn sách đó đi rồi. Khi nào mà họ nghĩ tới Việt Nam nữa là chỉ khi nào mà có Iraq hay là cái chuyện gì Afghanistan, họ cho là phải lựa, phải hiểu Việt Nam để đừng có làm cái mistake như hồi xưa. Nhưng mà họ không có hiểu gì về tâm hồn của mình hết. Thế nên Lan muốn viết bằng tiếng Anh để cho họ hiểu tại sao cả triệu người bỏ nước mà để đi di tản qua bên này. Tại sao có cái chuyện đó? Ồ, khác nhau mà người ta có những cái quan điểm khác nhau. Có những người viết về phía quan điểm Cộng sản và quan điểm Bắc Việt. Có người viết theo quan điểm Việt Nam Cộng Hòa. Có người viết theo quan điểm của thành phần thứ ba. Có nghĩa là một thành phần phản chiến và thiên hơi tí ở lên biết thiên cộng. Thì như vậy nếu mà qua cách trình bày của chị thì có nghĩa là chị đem vào trong một cái quan điểm cho người Mỹ và cho cái thế hệ trẻ Việt Nam tại ngoại một cái nhìn từ góc độ của người quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa, phải không chị? Khi mà Lan qua bên Mỹ đó, là Lan rất ngạc nhiên là thấy là phần đông những cái sách Mỹ nói về Việt Nam là phần đông là chuyện chống chiến tranh. Mà nếu mà chống chiến tranh mà tại vì nó cho là nó không có quyền lợi, nghĩa là nó không có cái interest để nó qua bên Việt Nam thì mình cũng hiểu. Nếu mà nó nói như vậy thì là ok. Nhưng mà sở dĩ mà nó chống chiến tranh là nó cho là phía miền Nam Việt Nam là tệ, thành ra nó chống, thì cái đó là chuyện khác. Thì cái đó là Lan nghĩ là mình phải thay đổi cái ý kiến đó. Tại vì nó có quyền chống chiến tranh là tại vì ok, Việt Nam không phải ăn nhầm gì tới nó. Ok, mình hiểu được, anh hiểu Lan nói không? Cũng như là tuy là Lan không có đồng ý với cái đó, nhưng mà nếu mà mình dòm vô cái quan niệm của một người mẹ hay người cha Mỹ mà có một đứa con 17 tuổi, có thể họ không muốn đứa con đi về Việt Nam, thì cái đó là một chuyện khác. Nhưng mà cái chuyện mà nó nói là miền Nam Việt Nam và những dân ở bên Việt Nam là không có đáng để cho nó giúp, cái đó là Lan trong cái chuyện này là mình kể cái chuyện đó để cho họ thấy không phải như vậy. Thì phần đông là chống chiến tranh vì cái lý do đó. Những cái sách về chiến tranh Việt Nam là phần đông viết tác giả là người Mỹ, hoặc là người Mỹ rất là có, cũng như là tiến sĩ này nọ đó, intellectual, hoặc là người lính Mỹ. Nhưng mà chưa có cuốn sách viết bằng tiếng Anh mà kể chuyện của một người lính Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng Việt Nam qua bên này là như thế nào. Lan nói như vậy nhưng mà không phải là Lan nói là ai ở trong cộng đồng Việt Nam cũng suy nghĩ giống nhau. Cái đó không phải như vậy. Tại vì mình có cả trăm ngàn người thì dĩ nhiên sẽ có những cái ý kiến khác nhau. Nhưng mà phần đông, cái chuyện này là chuyện của một lính người nhảy dù mà đi qua 40 năm trong chiến tranh Việt Nam. Thì kể từ 1963, đảo chánh của Tổng thống Diệm, xong qua tới 65 khi mà người Mỹ đem quân luật Mỹ qua bên Việt Nam rất nhiều. Tới 68 là Tết Mậu Thân. Thì cũng như là Mỹ nó cho là Tết Mậu Thân là cái proof là chiến tranh Việt Nam không thể nào thắng được. Nhưng mà cái đó là phần đông người Việt Nam không có nghĩ như vậy. Là tại vì chiến tranh Việt khi mà Tết Mậu Thân á, là quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh Mỹ đã thắng nhiều mặt trận ở 1968. Nhưng mà chính trị nó cho là thua là một chuyện khác. Thành ra cái chuyện này nó sẽ kể những cái chuyện như vậy. Xong rồi 73 là hiệp định Paris, rồi 75 rồi sụp nước, rồi 75 tới 78 là phải vượt biên, và cũng như là ở re-education camp là trạng
cải tạo. Ở Việt Nam thì Lan cũng có kể chuyện như vậy. Thì cái chuyện này là kể theo những người tị nạn và những người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cao Văn Viên, ông là một những nhân vật rất là quan trọng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước 1975. Bây giờ đặt trường hợp là nếu ông cụ, ông thân sinh của cụ còn sống, ông đọc cuốn này, chị nghĩ ông có vui hay... Trong gia đình của Lan thì Lan phải nói thật là hồi xưa tới giờ, ông ba của Lan là bao giờ cũng cho Lan có ý quyền thì suy nghĩ khác. Chứ không, trong gia đình không có cái chuyện mà cha mẹ để đâu con ngồi đó. Ở trong gia đình nhiều bình luận về chuyện này, chuyện nọ. Thí dụ như mà ông ba của Lan mà nói là ba suy nghĩ là A, chữ A, mà con muốn nói là con suy nghĩ B, thì cũng có quyền. Nhưng mà phải giảng nghĩa tại sao mà mình nghĩ là B, rồi ông sẽ suy nghĩ trở lại. Rồi 2-3 ngày sau, có thể ông vẫn nói là ba không đồng ý, con trật rồi. Khi nào con già hơn thì có thể là con sẽ nghĩ giống ba. Hoặc là hai người sẽ tới C. Nhưng mà nếu mà trả lời thẳng với cái câu anh nói đó, là Lan, những cái ý tưởng của Lan mà để trong cuốn sách này, là dĩ nhiên là mình phải có ảnh hưởng của gia đình, tại vì ai sống trong gia đình cũng có cái sự ảnh hưởng của gia đình. Nhưng mà Lan nghiên cứu cái chiến tranh này rất là nhiều, từ 75 tới bây giờ. Sách nào mà của Mỹ viết mà về Việt Nam là Lan cũng đọc. Mà phần đông là Lan muốn đọc những cái cuốn sách gì mà mình không đồng ý tới. Chứ không phải là Lan kiếm sách mà để Lan đồng ý, để cho mình đồng ý với người ta. Thành ra những cái chuyện gì mà Mỹ mà nó không đồng ý với mình là Lan đọc hết, để cho Lan hiểu cái phía bên kia nó như thế nào, để coi nó có lý không. Thì Lan đọc rất nhiều. Thì Lan bây giờ, Lan cái conclusion là Lan đồng ý với miền Nam Việt Nam, là mình đã có một cái mình tranh đấu có lý do cho tự do, ý nghĩa, cái lý tưởng rất quan trọng. Và cái sự mà hy sinh của người lính mà đã hy sinh tất cả để cho mình có tự do là một cái chuyện mình phải kể cho cộng đồng Việt Nam và thế hệ thứ hai họ hiểu. Và hơn nữa, cho mình là tiểu số trong nước Mỹ, mình phải cho những người Mỹ ở đây họ hiểu mình như thế nào. Và cho thế giới cũng hiểu nữa. Tại vì bây giờ anh mở sách Việt Nam diễn chiến tranh ra đó là anh sẽ rất là ngạc nhiên. Họ nói cũng như là nếu mà mình chống với họ là cũng như là mình nghĩ là một cái chuyện magic vậy đó. Thế nên mình phải thay đổi cái đó. Thì ra Lan nghĩ là nếu mà ba của Lan còn sống mà đọc cuốn sách này thì ông sẽ vui mừng. Mà vui mừng hơn nữa là tại vì ông biết là không phải là tại vì Lan viết cuốn sách này, là tại vì 100% con của ông thành ra phải bắt buộc phải theo ý nghĩ đó. Tại vì cái đó không phải là cái phong tục trong gia đình của Lan. Cha mẹ rất là encourage, còn khuyến con suy nghĩ riêng, cho con đi học để cho con có quyền suy nghĩ một cách tự do. Nhưng mà đã có cái cơ hội để suy nghĩ tự do mà trở lại cái phong tục từ đầu, thì đó là Lan nghĩ là ông sẽ mừng hơn nữa, chứ không phải là tại vì bắt buộc phải theo. Thành ra Lan thấy cái thế hệ số 1 của cha mẹ đó mà đã hy sinh tất cả để tranh đấu để Việt Nam được tự do, nhưng mà mình không thành công. Mình rất có nhiều lý do tại sao mình không thành công. Thì mình phải chạy qua bên đây, thì mình phải cho người ta hiểu cái lý do mình ở bên đây như thế nào. Lan nghĩ cái đó là rất quan trọng. Mà nhất là cho thế hệ thứ hai, tại vì thế hệ thứ hai, nói thật với anh đó là nó là học sinh của Lan. Tại vì ở trường Chapman này nọ rất có nhiều Việt Nam. Họ, những đứa bé đó, những đứa trẻ, nó không có hiểu chiến tranh nhiều. Mà nó cũng không có hiểu cái tâm trạng, tâm tình của cha mẹ nó nữa. Nó cũng không có hiểu cộng đồng Việt Nam nhiều. Nghĩa là nó đi, thí dụ nó đi vô Little Sài Gòn, nó ăn phở, nó ăn bún bò Huế, nhưng mà nó không có hiểu nhiều. Mà nó cũng không có nói và viết với lại đọc tiếng Việt được nữa. Thành ra, từ từ tới thế hệ thứ ba, có thể là mình mất cái lịch sử của mình. Tại vì những cái đứa trẻ này nó nói tiếng Anh nhiều hơn.
Anh tưởng tượng là bây giờ Lan là thế hệ 1.5, mà bây giờ tiếng Việt của Lan nó cà chụp như thế này, thì làm sao mà những đứa mà nó sanh bên đây mà nó hơn Lan vững vàng chưa đến cả. Có cái điều như thế này, cái nhà xuất bản rất là quan trọng, bởi vì nhà xuất bản mạnh thì sẽ đưa cuốn sách sâu vào trong cộng đồng Mỹ hơn, mà xuất bản yếu thì nó bị giới hạn. Thì tại sao chị chọn Viking để in cuốn sách này? Anh Nam, khi mà Lan viết cái cuốn Cầu Khỉ là 17 năm rồi, thì cuốn này Lan viết 10 năm mới xong. Thành ra cái nhà xuất bản của Monkey Bridge đó là cũng là Viking. Thì khi mà Lan được cái nhà xuất bản Viking nó cho cái contract để nó xuất bản đó, thì Lan cũng được ba cái nhà xuất bản khác, họ cũng rất là muốn xuất bản cái nhà này, là nhà Simon & Schuster, Ballantine và Random House. Nhưng mà khi mà gặp cái người mà editor, là cái người mà sẽ giúp mình edit cái cuốn sách đó, thì Lan hợp với cái bà đó liền. Thành ra cái đó rất quan trọng. Khi mà mình là tác giả, mình cần một cái người mà ủng hộ mình, mà rất là thương cuốn sách, như thương cuốn sách như là mình thương cuốn sách, thì cái cô này cũng như vậy đó. Cô rất là, cô nói là cô đọc xong rồi ha, cuốn Cầu Khỉ xong là cậu phải để xuống mà nằm ngủ, tại vì bị ám ảnh, để phải nghĩ, suy nghĩ, tại vì cuốn đó nó rất là, nó làm cho cổ xúc động. Thành ra cái đó là cái người mình muốn bên phe mình. Thì sau khi cái đó xong rồi, 17 năm sau, thì cô đó vẫn còn trong cái nhà sách Viking. Thành ra cái đó cũng là rất là hiếm. Tại vì bây giờ cái nhà xuất bản, cái publishing business á, là nó rất là khó khăn anh. Nó chỉ xuất bản những cái cuốn sách nào mà nó làm tiền được thôi. Tại vì nó thương cuốn sách tới bao nhiêu đi nữa, nhưng mà cuốn sách đó mà làm cho nó lỗ thì nó sẽ không có publish nữa. Thành ra cái thị trường rất quan trọng. Thì cái thị trường này nó muốn cho, cũng như là những người đọc là phải là người Mỹ nhưng mà cũng phải là người Việt. Tại vì cần cái trái tim của người Việt ủng hộ một cái người trong cộng đồng người Việt, thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ coi những cuốn sách Việt Nam khác để cho nó cũng muốn xuất bản. Chứ nếu mà nó thấy một cuốn mà cũng như là sụp rồi thì nó xong sẽ không đi nữa. Nhưng mà Lan hơn là cái cuốn Cầu Khỉ là được nhiều đại học, trung học mà dạy về chiến tranh Việt Nam, hoặc là ngay cả dạy về English, creative writing, thì họ adopt, họ dùng cái cuốn sách đó, họ chọn cuốn sách đó để cho học sinh của họ. Thành ra tuy là đã ra 17 năm rồi, nhưng mà cuốn sách đó vẫn được xuất bản, có nhiều edition, nhiều thêm, tái bản ra hoài. Mà nhiều người mà viết về English, literature, văn chương, Anh, mà họ muốn viết một cái bài PhD, tiến sĩ đó, thì có nhiều người họ lựa cái cuốn Cầu Khỉ này để họ làm cái PhD dissertation. Thành ra cái cuốn Cầu Khỉ nó đã được thành công, thành ra nó chịu in cái cuốn này ra là Hoa Sen và Bảo Tố. Vậy thì đây là cuốn thứ hai của chị. Cái dòng, cái mạch tư tưởng, cái dòng tư tưởng của chị từ cuốn Cầu Khỉ sang cuốn Hoa Sen Bảo Tố có gì? Cái thật với anh đó là khi mà Lan cuốn in cuốn Cầu Khỉ ra, thì Cầu Khỉ nó không có nói về chiến tranh nhiều. Nó chỉ nói về cái con đường của người Việt Nam tới nước Mỹ, rồi phải thay đổi như thế nào để thành công ở trong nước Mỹ. Thì cái chuyện đó nó dính líu với người mẹ, với người con hơn. Thành ra không có dính líu về chiến tranh. Thì hồi viết cái Cầu Khỉ, Lan cũng muốn viết về chiến tranh, nhưng mà Lan chưa có thấy là cái trái tim với lại tâm hồn mình nó sẵn sàng đi vào một cái chuyện mà có thể là phức tạp và đau đớn như chiến tranh. Thành ra từ 97 tới 2006, thì trong đầu của mình cũng suy nghĩ về chiến tranh. Nhiều khi đó mình viết sách đó, mình cũng như là một người trồng cây vậy đó. Mình có một cái ý nghĩ nó như là một cái hạt, một cái hộp hả? Hạt giống đó. Mình nghĩ nó vậy thôi rồi mình chưa có trồng. Thì cái trồng nó là mình từ từ mình để nó vô đất, rồi mình phải bắt đầu mình để nước vào, rồi để phân. Thì từ từ nó mới ra. Thì 10 năm sau Lan mới viết xong cái cuốn sách này. Thì tại vì lúc đó Lan suy nghĩ về chiến tranh của Mỹ, về Iraq.
Thì tại vì Iraq nó cái những cái tờ báo Mỹ nó cứ nói là Iraq là nó như là Việt Nam thứ nhì. Thành ra Lan mới suy nghĩ thêm là tại sao mà nó cứ nói là Việt Nam thứ nhì. Rồi nó cũng bắt đầu nó khi mà nó muốn bỏ Iraq nó cũng bắt đầu nó dùng những cái văn từ, dân từ hả? Những cái danh từ như là nó dùng danh từ mà khi mà nó muốn bắt đầu nó bỏ miền Nam đó là cũng nói ôi tụi này chả có biết làm gì hết, đánh không được, tham nhũng cà chớn, không có ai chịu nổi hết, bây giờ đem những đứa Mỹ qua đánh thì là không có hy vọng gì thắng hết, phải bỏ đi liền. Thì tao nói ủa, hai chiến tranh khác nhau gần 30 năm khác nhau mà những cái danh từ nó dùng cũng y hệt. Nhưng mà mình cũng để ý là nếu mà nó dùng, nó có quân lực Mỹ mà qua đánh ở bên Âu Châu thì nó không có dùng cái danh từ đó. Tại vì nó cho Âu Châu là cũng như là bạn của nó. Còn những cái nước mà da vàng, những cái nước nhỏ mà nó không có cần cho nó nữa thì nó cho là xong rồi. Thì cái quyền lợi của nó là phải quan trọng hơn. Thành ra Lan bắt đầu Lan suy nghĩ về những cái chuyện đó thì mới viết ra. Nhưng mà anh biết là cái cuốn này tuy là có lịch sử trong đó, nhưng mà nó không phải là sách lịch sử. Và nó cũng không phải là hồi ký. Tại vì Lan tin tưởng rất nhiều là cái cách mà mình muốn cho ai đi nữa, nhất là người Mỹ, mà thay đổi trái tim của họ đó, là mình phải viết bằng một cái quan điểm của một cái gia đình, một cái chuyện cá nhân, để cho một cái người đọc đó họ quen, họ thương cái gia đình này, rồi họ thấy những cái chuyện gì ghê tản, buồn, những cái chuyện gì sụp đổ của cái gia đình này. Tại vì những cái chuyện gì xảy ra trong chính trị hay là những cái chuyện gì xảy ra trong chiến tranh mà cái gia đình này nó mới đau khổ như vậy. Cái đó là cái cách mà mình thay đổi cái trái tim của những cái người. Lịch sử không á, là đối với người ta là nó cũng như là chỉ là những cái số 1935 có cái chuyện gì xảy ra, 1945, 1965. Người ta đọc lịch sử người ta không có xúc động. Mà nếu mà mình muốn cho người ta hiểu chiến tranh Việt Nam đó, là mình phải làm cho họ care với một cái gia đình, mà mình phải tả như vậy họ chú ý. Thành ra Lan mới lựa là viết về tiểu thuyết như vậy. Thành ra Lan muốn nói là tuy là cái chuyện này là nó là có lịch sử và nó có chiến tranh Việt Nam trong đó, và nó có một chút chính trị. Nó không phải là sách chính trị, nó cũng không phải là sách lịch sử, và nó cũng không phải là hồi ký. Thành ra tại vì Lan muốn dùng cái con đường tiểu thuyết qua một cái gia đình cá nhân để cho người Mỹ họ hiểu cái tâm trạng của chiến tranh Việt Nam qua một cái gia đình. Cái gia đình đó có chút nào na ná với gia đình của chị không? Thì nếu mà anh coi những cái facts thì nó rất giống, là tại vì đứa bé Mai nó cũng qua bên Mỹ, thì nó cũng ở vùng Virginia giống như Lan. Thì nó cũng có nhiều chuyện xảy ra, tuy là nó không có đau khổ của người lính, nhưng mà nó có một đau khổ của tất cả những đứa trẻ nào mà đã qua bên Mỹ khi mà 13, 14 tuổi. Là một cái chuyện rất cô đơn anh, tại vì mình qua bên Mỹ cũng như là anh tưởng tượng thí dụ như cái chuyện này nó nhỏ thôi, nhưng mà khi mình lớn mình nhớ tới là khi mà mình vô trường trung học mình không có một người bạn nào hết, hay là mình ngồi mình ăn bữa trưa thì ngồi ăn một mình mà mình bị thầy cũng không hiểu tại sao mình ở đây. Thì Lan có một người thầy thí dụ như không thích Việt Nam, họ không có thích chiến tranh Việt Nam, nên bây giờ mình qua bên cái Virginia, nó nói ủa tại sao mày ở đây, mày không đàng hoàng là tao cho người ta đuổi mày qua. Thì mình nói những người lớn, những người thầy mà nói cho mình những cái câu đó, mình cũng không hiểu tại sao họ nói như vậy, tại lúc đó mình chỉ có 13 tuổi thôi. Mà nhất là mình suy nghĩ là hồi xưa tới giờ cha mẹ bao giờ cũng dạy mình là phải cũng như là thờ thầy giáo, mà mình không hiểu ủa tại sao thầy giáo mà không thích mình. Thì cái đó là những cái chuyện Lan nghĩ là mình bị, nhưng mà phần đông cái đó là chuyện thường đối với những cái người mà bị tị nạn vừa mới qua. Là cái chuyện đó Lan chắc chắn là Lan không phải là người duy nhất mà có những cái chuyện đó xảy ra.
thì cái chuyện ông lính thì cũng giống chút chút cái chuyện của ba Lan. Qua cái tác phẩm này, quý vị có thể, những người gia đình mà có cha mẹ trong cuộc chiến Việt Nam, đặc biệt người cha trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, và những đứa con di tản vào những năm 1975 có thể nhìn thấy mình một liên tưởng nào đó đối với cuốn sách này, phải không chị Lan? Bây giờ này, khi chị ra cuốn sách này ra đời, có một số độc giả ban đầu thì sự ủng hộ và chống đối cuốn sách này như thế nào thưa chị? Phần đông là rất là ủng hộ anh. Tại vì Lan khi mà có cái phỏng vấn nói về cuốn sách này ở Nam Cali thì Lan nhận được rất là nhiều email, mà email rất là làm cho Lan xúc động, mà toàn là email hay là của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Có một vài người ở Houston còn gửi cho Lan nói là làm ơn khi mà, tại vì ông đó ở Houston, ông không có thể nào tới Huntington Beach được để mua cái cuốn sách mà có cái chữ ký của Lan. Thành ra ông muốn khi mà ra sách ở Barnes & Noble thì ký 30 quyển, rồi nhờ Barnes & Noble gửi về cho ông. Một cái nữa là một cái người kiếm Lan ở trong Facebook mà là chuẩn quý Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam hay về cuốn sách này, text Lan trong Facebook. Từ Việt Nam? Từ Việt Nam anh. Wow. Mà cái người đó Lan rất là xúc động, nói là ông bị thương hồi 74. Mẹ của Lan vào sáng nào từ 5 giờ rưỡi tới cũng thăm ổng. Thật không bao giờ ổng quên, ổng cho người mẹ đó là cũng như là người mẹ Việt Nam. Thì ổng viết, bây giờ mỗi ngày ổng viết cái thơ đó cho Lan. Mà sáng mà Lan thức dậy á, là ban đêm bên kia, mà tháng sáng Lan thức dậy 6 giờ là có một cái email của ông đó. Ông chuẩn quý, ổng để chuẩn quý quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ổng ký tên. Cái chuyện đó làm sao mình nhận mà mình không xúc động được, anh thấy không? Rồi rất là nhiều người email ở Hawaii. Và khi mà Lan ra sách ở Huntington Beach thì cái sự ủng hộ của cộng đồng Việt Nam rất là làm cho Lan mừng. Tại vì Lan viết cái cuốn này là để cho cái trái tim, khi mà viết là anh biết không, viết 10 năm mà toàn là viết ban đêm, thì mỗi lần mà viết mà tả về Việt Nam là mình nhớ tới quê hương mình, tả về Little Sài Gòn là nhớ tới cộng đồng Việt Nam, tả về cái chuyện của cái ông nhảy dù trong đây là mình nhớ tới người lính. Thành ra cái cuốn sách này Lan viết là viết 100% từ trái tim ra, không có một cái gì mà Lan nghiên cứu hết anh. Nghĩa là nghiên cứu, có thể nói là khi mà cuốn sách nó ra xong á, là nghiên cứu cái ngày coi là nó có đúng cái lịch sử không, hay là mình nói là cái unit của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thí dụ như nhảy dù, sư đoàn này sư nào đó đó, cái đó đó. Nhưng mà những cái chuyện mà từ trái tim ra là không có cái gì mà, không có một cái gì mà Lan viết mà Lan viết mà phải cần đi kiếm trong một cuốn sách lịch sử, tại vì nó trong lòng của mình nó ra rồi, không có cần nghiên cứu gì hết. Thì người cộng đồng nó tới thì dĩ nhiên Lan rất mừng. Thì mà Lan cũng mừng là có thế hệ thứ nhất họ cũng tới, tại vì rất có nhiều người mà trong association mà của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, Arvin ở vùng đó họ tới. Nhưng mà cũng có người thế hệ 1.5 và thế hệ thứ hai họ tới, thì Lan thấy trung cùng một chỗ, cùng một phòng mà có thế hệ trẻ và thế hệ thứ nhất chung một phòng thì Lan rất mừng. Tôi vừa thấy khi mình nói đến vị chuẩn quý với cái sự mà yêu mến cuốn sách và quý trọng bà cụ, khi ông ta nhớ lại lúc bị thương trong nhà thương ở Sài Gòn và bà cụ đến thăm, quý lão đến thăm vậy. Tôi thấy nước mắt của chị nó bắt đầu lưng tròng trên cái đôi mắt. Có một cái, khi mà tôi đọc cuốn này, thưa chị, cái The Lotus and the Storm á, là cái đóa sen và bão tố đó. Tại sao chị chọn cái tựa đề này? Bởi vì cái tựa đề này nó gợi lại cho chúng tôi một cái tựa đề khác của trong cuốn sách là Hoa Sen Trong Biển Lửa của thầy Nhất Hạnh.
thì hoa sen là the lotus, the storm là cái metaphor cũng là biển lửa, là chiến tranh. Thì có cái gì related, nó làm cho chị liên quan đến cái cuốn đó không? Ở trong đại học, như là Lan nói với anh Nam đó, là tất không có một cuốn sách nào mà Lan kiếm được mà nói về Việt Nam mà Lan không có đọc. Cái đó là chung đó, trong đó có sách về người Việt Nam viết, Lan cũng đọc. Thì Lan có đọc cuốn sách đó, nhưng mà Lan cũng đọc, Lan nghĩ chắc cũng 600-700 cuốn sách về nói về Việt Nam mà của Mỹ viết. Nhưng mà khi mà viết cuốn sách này thì Lan không có suy nghĩ gì tới cuốn sách đó hết. Thành ra không có một cái relationship gì direct. Nhưng mà tại vì tuy là gia đình của Lan là người mẹ Lan là đạo Chúa, nhưng mà ba Lan là đạo Phật, thì Lan sống với cả hai đạo Chúa và đạo Phật. Nhưng mà thường thường á, ban đêm á, thì Lan ưa vào phòng của ba Lan sau khi mà 10 giờ, 11 giờ thì thấy ổng thiền rất nhiều. Thì trong thiền đó thì ổng có nói về cái hoa sen. Thì Lan thích cái hình, cái hình representation, cái tượng trưng của hoa sen là một cái hoa, tuy là nó trong bùn nhưng mà nó rất là mở ra, nó thanh tịnh và nó mở ra một cách mà rất là to, nó cũng như là nó vui vẻ, nó có peace, nó có hòa bình, yên tĩnh, nó có yên tĩnh, đúng rồi, nó có yên tĩnh. Thì cái đó là cũng như là nước Việt Nam, cộng đồng Việt Nam trong bão tố, thì nó chiến tranh. Thì Lan muốn nói là cũng như là một cái nước mình cũng đã bị sụp, bị rất nhiều đau khổ, thì làm sao mà đi vào tương lai một cách mà phát triển được. Thì Lan đổi cái hình của hoa sen thì Lan thích. Trong những cái người Việt Nam qua Mỹ đó, biết tiếng Mỹ không nhiều, có thể nói sách về chiến tranh Việt Nam á, khi mà tôi vào trong Barnes & Noble Bookstore, thì khi mà đánh về Việt Nam ra đó, thì hầu hết là sách của thầy Thích Nhất Hạnh, một số ít sách của phản chiến, của những người biết hồi ký chiến tranh, mà phần lớn là sách phản chiến. Chúng ta có rất ít sách của những cây bút trẻ người Việt, cây bút người Việt. Thì khi mà gần đây có một số người viết rất là ít, thì chị có thể nói đôi chút về những người cầm bút bằng tiếng Mỹ, viết cho người Mỹ không? Và những cái nhân vật đó, những cái bút đó, những cái tác giả đó, có tác giả nào chị lưu ý? Người Việt. Yeah. Thì sau khi mà Monkey Bridge nó ra đời đó, thì sau đó có nhiều thêm người Việt gốc Mỹ, phải không ạ? Người Mỹ gốc Việt đã viết về Việt Nam. Nhưng mà Lan nghĩ là phần đông đó cũng viết về văn chương rất hay, Lan thích lắm. Thì Lan cũng đọc, tại vì Lan nói là khi mà người Việt mà người Mỹ gốc Việt mà ra nhà sách được xuất bản là Lan mua hết. Tại vì Lan muốn ủng hộ những người đó để cho những nhà xuất bản Mỹ nó biết là có thị trường để cho nó mua được. Khi mà nó xuất bản ra thì sẽ có người mua. Thành ra Lan sách nào của người Việt viết là Lan mua. Nhưng mà ít khi những người Việt đó ra về viết về chiến tranh, là tại vì thường thường những người đó họ có thể là viết thêm về những cái chuyện mà phải khó khăn của những đứa trẻ ở bên nước Mỹ, giống như cuốn Monkey Bridge hơn. Tại vì cái kinh nghiệm của họ không có phải là với những người lính. Thành ra ít khi mà những người đó họ viết về chiến tranh, nhưng mà viết về cũng như là kinh nghiệm của một đứa bé sống ở một tiểu bang nước Mỹ, thì mình là trong tiểu số, thì cái kinh nghiệm nó như thế nào, thí dụ vậy đó. Nhưng mà ít khi nói về chiến tranh hơn. Lan thấy là thế hệ thứ hai và thế hệ 1.5
họ nói về cộng đồng, nói về xã hội Mỹ hơn, tuy là họ là người Mỹ gốc Việt. Hiện nay thì được biết rằng sau cái tour đi vào cộng đồng Mỹ, chị sẽ mang cuốn sách này vào cộng đồng Việt Nam. Chị có nghĩ là chị sẽ dịch cái cuốn này ra bằng tiếng Việt không? Để trở về San Jose để ra để gặp chỉ có người Việt Nam thôi. Tại vì cái kỳ này đi San Jose, đi Bắc Cali đó, thì nhà xuất bản họ họ organize, họ tổ chức, thành ra họ dẫn mình đi những cái nhà sách người Mỹ. Thì Lan hy vọng là cỡ tháng 10 sẽ trở lại để gặp cộng đồng Việt Nam. Thì Lan nghĩ là nếu mà cuốn sách này mà in ra mà dịch ra tiếng Việt thì rất là hay. Thì cái đó sẽ cho cơ hội cho những người thế hệ một, người Việt cộng đồng thế hệ một họ đọc họ sẽ hiểu hơn. Nhưng mà cái cuốn sách này là cái nhà cái agent của Lan là đã bán ra cho cái nhà xuất bản hết, World Rights. Thành ra cái quyền để dịch là của cái nhà xuất bản Viking. Thành ra mình phải nói với họ, mình tìm cơ hội để cho mình giới thiệu với họ để cho có thể xuất bản ra được, nhưng mà cái quyết định là của cái nhà xuất bản. Nó giống như một cái thai nghén vậy. Chị đã sinh hai đứa con. Một đứa là the Monkey Bricks, cầu khỉ, và đứa thứ hai The Lotus and the Storm. Vậy chị đang có bầu đứa thứ ba chưa? Cái chuyện đó ha, là lúc nào Lan suy nghĩ là mình cũng sẵn sàng để biết cái cung tới. Tại vì khi mà mình là người mà tác giả đó, thì thí dụ như ngay cả ngồi ở đây dòm những cái gì đằng trước cũng có thể là có ý kiến để tìm để vào cuốn sách. Thành ra khi mà mình đã viết một cuốn sách rồi đó anh, thì những cái chuyện nhiều ý kiến nó vào cái đầu của mình. Rồi tự nhiên cái ý kiến đó một ngày nó nói là ok, tôi sẵn sàng. Không phải là mình quyết định đó. Cái ý kiến tự nhiên khi mà nó nhập vô thân thể của mình, rồi nó nhập lúc nào đó mình để nó cũng như là mình cất nó trong đó thôi. Rồi một ngày nó tự nhiên nó đòi ra. Thì trong đầu của Lan có rất nhiều ý kiến. Thì nó từ từ mình để nó đó, rồi nhiều khi mình viết vô một cái cuốn sổ, mình làm notes, rồi từ từ nó sẽ ra. Thành ra Lan có nhiều ý kiến nhưng mà chưa có bắt đầu viết. Cái giáo sư luật của trường Chapman và cái nghề viết này, nếu chị cho chọn một trong hai, chị không được cả hai. Ông trời rất là trớ trêu là chị bắt chị chọn một trong hai, chị sẽ chọn. Nếu mà anh hỏi Lan là hiện tại thì hiện tại là Lan tới cái mức ở trong đời mà có thể không đi làm được rồi. Thành ra nếu mà bắt buộc phải chọn thì Lan chọn viết sách tiểu thuyết. Nhưng mà nếu mà anh hỏi Lan cái câu đó 15 năm, 22 năm, 20 năm trước thì Lan phải chọn giáo sư. Tại vì cái nghề giáo sư thì nó có, nó làm cho mình bình tĩnh hơn. Nó mỗi ngày mình có cái schedule của mình nó rõ ràng hơn. Những cái mục đích sống của mình nó rõ ràng hơn, là mình thức dậy, mình có lớp mình phải đi vào dạy, rồi mình bắt buộc mình phải thức dậy để mình đi dạy, xong rồi mình đi về. Còn viết sách đó, là nó rất là phức tạp. Viết sách mà cái kiểu tiểu thuyết mà Lan muốn viết đó là nó rất phức tạp. Là tại vì thường thường khi mà mở máy điện tử ra không biết là viết cái gì hết, chỉ ngồi đó. Như là mình ngồi ở bàn thờ vậy đó, mình chỉ ngồi đó rồi chuyện nào mà mình có chuyện gì mình biết thì nó vào. Thì cái chuyện đó nó làm cho mình không có stable, không có cân bằng nhiều. Thành ra mình phải tới một cái chỗ nào trong đời mình mà mình sống cái cách đó được thì mới làm. Và trên cái đường mà từ San Jose lên tới Millbrae này đó, thì tôi nhận được một cú điện thoại của một người bạn cho rằng cũng có ý kiến không bằng lòng về một đoạn nào đó trong cuốn tiểu thuyết của chị The Lotus and the Storm. Và chị nghĩ gì về cái sự mà không bằng lòng đó? Thì trong cái cuốn này nó là 400 trang. Thì 400 trang á, là sẽ phải có nhiều chuyện để viết, chứ đâu có phải là viết một thí dụ như một vấn đề không được.
Thì tại vì Lan kể về cái cuộc đời sống của cộng đồng Việt Nam, thì trong đó có kể về một cái chuyện mà cũng xảy ra vài năm rồi, là có một cái hình, một cái ông là chủ của một cái tiệm video, ông để hình của Hồ Chí Minh vào tiệm của họ. Thì cái chuyện đó làm cho những người cộng đồng ở Việt Nam, ở vùng Westminster, Nam Cali, họ xúc động, họ ra, họ biểu tình. Họ chống ông đó đã để cái hình của ông Hồ Chí Minh vào. Thì trong cái chuyện đó, trong cuốn sách này, Lan có kể là một cái chuyện của một người cha tên là ông Minh, là một người nhân vật chính ở trong cái chuyện này. Ông đây là người lính quân lực Việt Nam, Cộng Hòa, là người trong một cái tiểu đoàn nhảy dù. Thì ông có một đứa con, thế hệ 1.5. Đứa con đó là người luật sư. Thì hai cha con bình luận với nhau, cũng giống như có thể là Lan bình luận với cha Lan nếu mà ba Lan còn sống. Thì người con kể cho người cha nghe là rất có nhiều người biểu tình. Thì cái ông đó ông hỏi, ủa tại sao vậy? Thì cô này cô kể, tại vì họ không có muốn thấy hình của ông Hồ Chí Minh. Họ hy sinh tất cả, họ cho là ông Hồ Chí Minh làm cho miền Nam Việt Nam bị mất nước. Thì bây giờ người tị nạn chạy qua đây, họ đâu có muốn nhìn cái hình đó. Cái đó là understandable, rất dễ hiểu. Nhưng mà cô đứa bé này đó là cổ là một nhân vật trong trong cái chuyện này. Cổ nói là nhưng mà ông này ổng có quyền theo Constitution của Mỹ là First Amendment, ổng có quyền để cái hình của Hồ Chí Minh trong cái tiệm của ổng. Nhưng mà cô đó cổ cũng đồng ý là cộng đồng Việt Nam có quyền chống cái sự cái hình đó ở trong cái shopping mall. Thì ông cụ ổng nói là ô nhưng mà biểu tình quá, không biết là những người báo Mỹ nó giờ mà nó không có hiểu là tại sao mà cái chuyện này xảy ra, chiến tranh là 30+ năm rồi mà Việt Nam, những người Việt Nam quá xúc động mà la lớn quá là họ không hiểu. Tại vì khi mà đọc cái tờ New York Times mà nó kể cái chuyện này, lúc đó là Lan ở Virginia, Lan đọc cái chuyện này New York Times, thì nó rất là viết một cách mà cũng như là ngộ ha, không ai hiểu tại sao mà 40+ năm, 30+ năm, 30+ năm mà vẫn xúc động mà biểu tình quá lớn như vậy. Thì trong cái cuốn tiểu thuyết này, cái ông cụ này, ổng là người lính, thì dĩ nhiên ổng không có thân cộng, nhưng mà ổng nói là ô mình làm như vậy quá, không biết là người ta có tưởng là mình insane không, có người ta nó có mình có mình tụi Mỹ nó có dòm mình như là nó cho mình là những cái người mà vẫn còn sống ở trong dĩ vãng quá nhiều không. Thì cái đó là một cái chuyện bình luận giữa hai nhân vật ở trong cái chuyện này thôi. Nhưng mà cái chuyện đó không phải là nhân vật nào ở trong một cái chuyện tiểu thuyết là phản ảnh với cái người tác giả. Thì nếu mà anh hỏi Lan là Lan nghĩ là những người ở trong cộng đồng Việt Nam có quyền hay là có nên phản đối cái này không, thì cái đó là một cái chuyện trả lời rất là dễ. Thì dĩ nhiên chứ sao lại không được. Mà anh biết là hồi xưa là Lan còn có, mới không phải hồi xưa, năm ngoái thôi, một cái nhà thư viện công cộng ở Nebraska tự nhiên viết cho Lan một cái email hỏi Lan chứ cô có cho quyền tôi làm một cái poster rất là to hình của cô. Tại vì cô là người Việt Nam mà cô viết cái cuốn Monkey Bridge thì ở Iowa, ở Nebraska này người ta thích lắm. Thì nên tôi muốn làm một cái poster để treo vô cái tường của cái nhà thư viện công cộng này, rồi để hình của cô ở đó, rồi để cái chữ đọc sách, rồi tác giả Việt Nam, để cho cô chịu không. Thì Lan nói yes, tôi cho quyền. Nó xin cái hình của Lan, Lan gửi cái hình vào email. Nó nói là khi mà nó làm cái poster xong, nó sẽ gửi cho Lan một cái để cho Lan coi chịu không, hay là có cần nó sửa cái gì không. Thì khi mà nó gửi tới thì mở ra thì nó thấy là không có phải là cái hình, cũng là hình mình, thì có để cái chữ đọc bề ngang, rồi chữ read bằng tiếng Anh, vertical, bề dọc.
Nhưng mà nó để hình lan cao, rồi nó để cái cờ là cái không có phải là cờ vàng ba sọc đỏ, mà nó để cái cờ đỏ với lại cái ngôi sao vàng. Thì Lan viết lại cái bà này liền, Lan nói là cái cờ này không phải là cái cờ của tôi, tại vì tôi không có sống từ nhỏ tới lớn là với cái cờ vàng. Mà mình giảng nghĩa cho bà là tại sao. Thì khi mà mình dùng cái cơ hội đó mình giảng nghĩa, thì hồi đó thì bà không có hiểu cái chuyện đó, tại vì bà chỉ biết mình là người Việt Nam. Thì bà vô internet, bà kiếm cái flag của Việt Nam. Thì dĩ nhiên cái flag Việt Nam bây giờ là cái flag của màu đỏ với cái ngôi sao vàng. Thì Lan giảng nghĩa cho bà, thì bà làm một cái poster thứ nhì, rồi bà in ra, rồi bà đưa cho Lan coi. Thì Lan nói cái này được. Thì bây giờ cái hình đó với lại cái cờ vàng ba sọc đỏ thì đang ở cái public library của Nebraska. Thành ra nếu mà anh muốn hỏi về cá nhân của Lan thì dĩ nhiên cá nhân của Lan là cộng đồng Việt Nam có quyền và nên có chuyện gì mình không thích thì mình dùng cái quyền của mình là ở nước tự do để phản. Có lẽ đây là câu hỏi cuối cùng. Như chị đọc trên 600 cuốn sách về chiến tranh Việt Nam, cả Mỹ lẫn Việt, thì chị biết rằng là cái kết quả của nó là trong cuộc chiến vừa qua thì chúng ta bị mất nước, chúng ta bị thất bại và chúng ta lưu vong. Chúng ta bị vào trại cải tạo, bị hành hạ, một số lưu vong chết biển. Chúng ta biết cái kết quả rồi. Đặt vấn đề ngược lại, có khi nào chị nghĩ rằng nếu mà Việt Nam thắng trong cuộc chiến vừa qua thì Việt Nam hiện nay như thế nào? Thắng đó thì bây giờ mình không cần phải nói là cũng như là cái mộng của mình thôi, không phải là nói trong mộng. Tại vì cái mộng là bằng chứng như ở đâu có, thì vì là Lan chỉ nói là bằng chứng thôi. Thì tại vì Lan là luật sư, và luật sư của Lan là chuyên môn về luật kinh tế và phát triển kinh tế. Thì bây giờ mình chỉ dòm những cái nước như là những nước Nam Đại Hàn và nước Thái Lan, những cái nước xung quanh đó, nước Đài Loan, thì mình thấy họ rõ ràng là hồi xưa họ cũng cỡ như mình thôi, nhưng mà bây giờ họ rất là được phát triển kinh tế và họ cũng có tự do. Thì Lan nghĩ là nếu mà mình thắng mà mình không có bị những cái chuyện gì mà đã làm cho mình bị thất bại, thì nước Việt Nam, dân Việt Nam không có phải sống trong một những người nông dân mà một đô la một ngày. Kính thưa quý vị, có lẽ chúng ta vừa có cuộc nói chuyện nhỏ với cô Lan Cao, một tác giả của cuốn sách 17 năm trước là cuốn Monkey Bridge, là cầu khỉ, và tác phẩm mới mà cô vừa cho ra lò được nhà xuất bản Viking phát hành, đó là cuốn The Lotus and the Storm. Và chúng ta, thưa quý vị, cuốn sách này đang ở trên thị trường. Quý vị có thể đặt mua. Chốc nữa tôi sẽ hỏi cô Lan Cao làm sao để quý vị có thể đặt mua trên internet hay các nhà sách, hoặc có thể liên lạc với cô Lan Cao như thế nào. Tuy nhiên chúng tôi thiết kỷ đó, thưa quý vị, đây là một trong những cái nỗ lực chúng tôi nghĩ để cho cái thế hệ trẻ và cho cái người Mỹ và người ngoại quốc biết rằng có một cái nhìn khác về cuộc chiến tranh Việt Nam, mà không phải cái nhìn đó mà chúng ta đã từng biết qua những cái hồi ký phản chiến hay là những cái sách được xuất bản theo thiện cảm của Hà Nội. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng trong tủ sách gia đình quý vị cũng nên có những cuốn này. Và làm sao có thể mua cuốn sách này, thưa chị? Thì cuốn này là tại vì cái nhà xuất bản này là một cái nhà xuất bản rất lớn đó. Thành ra nếu mà mình muốn mua là đi bất cứ nhà sách nào cũng sẽ có. Cái thứ nhì nữa là nếu mà tiện hơn thì vào online như là Amazon.com hoặc là BarnesandNoble.com, hoặc là những cái nhà sách nhỏ hơn nó cũng có những cái online, PowellBook.com cũng có. Nếu mà muốn liên lạc với Lan thì Lan có một cái website, là website của tác giả riêng, nó kêu là Lan Cao, là lancao.me, là me đó, lancao.me. Thì trong đó là có tất cả những cái email, có thể gửi email thẳng tới Lan. Hoặc là nếu mà tò mò về cuốn sách
hay là những cái interview này nọ thì nó sẽ post vào cái website đó hết. Rất là cảm ơn chị Lan Cao và hy vọng được gặp chị vào tháng 10 tới tại San Jose khi chị mang cuốn sách này trịt làng trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và chúng tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều người đến tham dự với chị. Và đặc biệt lần này có những bạn trẻ, những người lính miền Nam Cộng Hòa chúng ta sẽ đến cùng với chị. Xin cảm ơn chị vừa và cảm ơn đặc biệt là cái thời gian vừa bước xuống phi trường là chạy ngay đến quán cà phê và tâm sự với anh em chúng tôi. Xin cảm ơn thời gian của chị. Xin một lần nữa cảm ơn chị và mời chị gửi lời chào đến quý vị. Lan rất cảm ơn có cơ hội này để nói chuyện thẳng với lại cộng đồng Việt Nam ở đây. Thành ra Lan rất cảm ơn anh Nam. Tuy là một cái ngày Chủ nhật đẹp như vậy mà anh cũng đi làm, đi để gặp Lan. Lan chắc chắn là anh có nhiều chuyện khác để làm nhưng mà anh để thì giờ ra để gặp Lan thì Lan rất là cảm ơn anh rất nhiều.